Giờ, ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan 981 trị giá 1 tỷ đô la Mỹ tại vị trí phía nam đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Vị trí này nằm sâu vào trong vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý. Khi bị các tàu kiểm ngư của Việt Nam phát hiện, Trung Quốc huy động 27 tàu các loại có thái độ hung hăng, đe dọa, uy hiếp các tàu kiểm ngư Việt Nam nhằm bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép. Ngày 7 tháng 5, sau nhiều ngày kiên trì vận động, tuyên truyền trên thực địa và trao đổi qua đường ngoại giao không đạt được kết quả, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế nhằm lên tiếng phản đối mạnh mẽ về hành động ngang ngược của phía Trung Quốc. Cũng trong ngày này, phía Trung Quốc đã tăng số tàu lên 80 tàu, trong đó có nhiều tàu quân sự cùng với sự yểm trợ của máy bay trực thăng, chủ động khiêu khích, tấn công, làm 8 tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của ta bị hư hại, 6 kiểm ngư viên bị thương. Ngày 11 tháng 5. Trong khi ở trong nước, người dân nhiều địa phương trên cả nước tuần hành meeting hòa bình phản đối, lên án Trung Quốc, thì tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24 ở Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên công khai tố cáo những hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Các nước ASEAN sau đó đều bày tỏ sự lo ngại trước hành động đơn phương, nguy hiểm và vi phạm luật pháp quốc tế của phía Trung Quốc. Và lần đầu tiên sau 20 năm, ASEAN đã có một tuyên bố riêng về tình hình Biển Đông. Những ngày trước đó, đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia, tổ chức như Mỹ, Nhật, EU, Australia cùng các học giả uy tín trên thế giới cũng lần lượt lên tiếng phản đối hành vi ngang ngược, đơn phương dùng vũ lực, uy hiếp, đe dọa, xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc. Ngày 16 tháng 5, bất chấp sự phản đối, lên án của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục hành vi ngang ngược của mình khi tăng số tàu bảo vệ giàn khoan lên con số 126. Tàu Trung Quốc chia thành các tuyến bảo vệ, khi tàu của ngư dân và tàu chấp pháp Việt Nam tiếp cận giàn khoan thì các tàu này sẽ ngăn cản và sẵn sàng va chạm. Các máy bay quân sự cũng được Trung Quốc sử dụng để uy hiếp tàu Việt Nam. Cũng trong ngày này, tại buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa khẳng định chủ quyền của Tổ quốc là vấn đề thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việt Nam không nhân nhượng, không nhún nhường trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Ngày 18 tháng 5, số tàu của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan đã lên đến con số 134 tàu. Đặc biệt, còn có sự xuất hiện của các tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan nhằm mục đích cản trở hoạt động của tàu cá ngư dân và tàu chấp pháp Việt Nam. Các tàu chấp pháp Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm đối phó với tàu Trung Quốc khi liên tục thay đổi phương án tiếp cận giàn khoan, linh hoạt, bố trí thành từng mũi, tốp để phân tán lực lượng, kiên trì tuyên truyền, vận động, buộc Trung Quốc phải di rời giàn khoan.